Welcome to Pick Up Vietnamese. This is part 2 of Bilingual Funny Stories, Chuyện Cười Song Ngữ, read by Christina. Thú tội lúc lâm chung. Deathbed Confession. Jake đang lúc lâm chung. Jake was on his deathbed. Vợ anh Susan đang thức giấc bên cạnh anh ta. His wife Susan was maintaining a vigil by his side. Chị đang cầm bàn tay yếu ớt của anh và nước mắt chảy xuống mặt chị. She held his fragile hand and tears ran down her face. Lời cầu nguyện của chị đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Her praying roused him from his slumber. Anh nhìn lên và đôi môi nhợt nhạt của anh bắt đầu hơi nhúc nhích. He looked up and his pale lips began to move slightly. Susan yêu quý của anh ta thì thầm. My darling Susan, he whispered. Im đi anh yêu, chị ta nói. Hãy nghỉ ngơi, đừng nói. Hush my love, she said. Rest, don't talk. Anh ta vẫn cố tiếp tục. Susan, anh ta nói với giọng mệt mỏi. Anh có điều phải thú nhận với em. He was insistent. Susan, he said in his tired voice, I have something I must confess to you. Không có gì phải thú nhận cả, Susan khóc lóc trả lời. There's nothing to confess, replied the weeping Susan. Mọi việc đều ổn cả. Hãy ngủ đi. Everything's all right. Go to sleep. Không, không, no, no, anh phải chết trong thanh thản, Susan. Anh đã ngủ với em gái em, bạn thân em và mẹ em. I must die in peace, Susan. I slept with your sister, your best friend, and your mother. Em biết, chị ta trả lời. Đó là lý do tại sao em đầu độc anh. I know, she replied. That's why I poison you. Sau tuần trăng mật, after the honeymoon. Một cặp trai gái trẻ cưới nhau và đi hưởng tuần trăng mật. A young couple got married and left on their honeymoon. Khi họ quay lại, ngay lập tức cô dâu gọi điện thoại cho mẹ. When they got back, the bride immediately called her mother. Now, tuần trăng mật ra sao? Người mẹ hỏi. Well, how was the honeymoon? Asked the mother. Oh, mẹ à, cô ta la lên. Oh, mama, she exclaimed. Tuần trăng mật thì tuyệt. The honeymoon was wonderful. Rất lãng mạn. So romantic. Chẳng mấy chốc sau khi nói ra, cô ta òa khóc. Nhưng mẹ à, vừa khi tụi con quay về, Sam bắt đầu dùng ngôn ngữ kinh khiếp nhất. No sooner had she spoken the words than she burst out crying. But mama, as soon as we returned, Sam started using the most horrible language. Anh ấy đã nói những thứ con chưa bao giờ nghe trước đây. He's been saying things I've never heard before. Tất cả đều là những từ bốn chữ cái đáng sợ. All these awful four-letter words. Mẹ phải đến đón con và đưa con về nhà. You've got to come get me and take me home. Now, Sarah, mẹ cô ta trả lời. Now, Sarah, her mother answered. Bình tĩnh nào. Nói cho mẹ nghe, cái gì mà quá đáng sợ vậy? Calm down. Tell me what could be so awful. Những từ bốn chữ cái nào mà anh ta đã sử dụng? What four-letter words has he been using? Đừng bắt con kể cho mẹ nghe mẹ ạ. Người con gái khóc. Please don't make me tell you, mama. Wept the daughter. Con đang thật bối rối. Những chữ đó quá dễ sợ. I'm so embarrassed. They're just too awful. Mẹ phải đến đón con và đưa con về nhà. Nghe mẹ. You've got to come get me and take me home. Please, mama. Con yêu, con phải nói cho mẹ nghe cái gì làm con quá bối rối như vậy. Darling, you must tell me what has made you so upset.
Hãy nói cho mẹ nghe những từ bốn chữ cái kinh khiếp này. Tell your mother these horrible four-letter words. Vẫn còn thổn thức, cô dâu trả lời. Ồ, mẹ, những từ như rác, giặt, ủi và nấu nướng. Still sobbing, the bride replied. Oh, mama, words like dust, wash, iron, and cook. Tôi phải chỉ ra cho cô ấy. I have to show her. Có ai đã nghe về căn cứ cực kỳ an ninh, siêu bí mật của không lực Mỹ ở Nevada, được biết dưới cái tên gọi đơn giản vùng 51? Everybody's heard of the Air Force Ultra High Security Super Secret Base in Nevada, known simply as Area 51. Vào một buổi chiều muộn, người không lực ở vùng 51 rất ngạc nhiên thấy một chiếc Cessna hạ cánh tại bí mật của họ. Late one afternoon, the Air Force folks out at Area 51 were very surprised to see a Cessna landing at their secret base. Họ lập tức nhốt chiếc máy bay và lôi phi công vào phòng thẩm vấn. They immediately impounded the aircraft and held the pilot into an interrogation room. Câu chuyện của viên phi công là anh ta cất cánh từ Vegas, bị lạc và phát hiện ra căn cứ ngay khi anh ta sắp hết nhiên liệu. The pilot's story was that he took off from Vegas, got lost, and spotted the base just as he was about to run out of fuel. Không lực bắt đầu một cuộc kiểm tra thông tin cần thiết của FBI về viên phi công và giữ anh ta qua đêm trong suốt cuộc phỏng vấn. The Air Force started a full FBI background check on the pilot and held him overnight during the investigation. Vào ngày hôm sau, cuối cùng, họ tin rằng viên phi công lạc thật sự và không phải là một gián điệp. But the next day, they were finally convinced that the pilot really was lost and wasn't a spy. Họ cung cấp nhiên liệu cho chiếc máy bay, đưa cho anh ta một chỉ dẫn đáng sợ. Anh đã không thấy một căn cứ. They gassed up his airplane, gave him a terrifying "You did not see a base" briefing. Cùng với những lời đe dọa, anh ta sẽ ở tù suốt quãng đời còn lại. Nói với anh ta Vegas có đường bay như thế và tiễn anh ta lên đường. Complete with threats of spending the rest of his life in prison, told him Vegas was that away on such and such a heading, and send him on his way. Ngày hôm sau, trong sự bất ngờ không thể tin được của không lực, cũng chiếc Cessna đó xuất hiện trở lại. The next day, to the total disbelief of the Air Force, the same Cessna showed up again. Một lần nữa, quân cảnh bao quanh chiếc máy bay, nhưng lần này có hai người bên trong. Once again, the MP surrounded the plane. Only this time, there were two people inside. Cũng viên phi công đó nhảy ra và nói, các ông làm gì tôi cũng được. Nhưng vợ tôi đang ở trên máy bay, và các ông phải nói với cô ấy tối qua tôi ở đâu. The same pilot jumped out and said, do anything you want of me, but my wife is in the plane, and you have to tell her where I was last night. Em có một giấc mơ về điều đó. I just had a dream about it. Một phụ nữ trẻ ngủ trưa. A young woman was taking an afternoon nap. Sau khi cô thức dậy, cô nói với chồng. After she woke up, she told her husband. Em đã mơ rằng anh tặng em một chuỗi hạt ngọc trai trong ngày Valentine. Anh nghĩ nó có ý nghĩa gì? I just dreamed that you gave me a pearl necklace for Valentine's Day. What do you think it means? Tối nay em sẽ biết, anh ta nói. You know tonight, he said. Chiều tối hôm đó, người đàn ông đi về nhà với một gói nhỏ và tặng vợ. That evening, the man came home with a small package and gave it to his wife. Người vợ vui mừng mở nó ra, chỉ để thấy một cuốn sách tựa ý nghĩa của những giấc mơ.
Delighted, she opened it, only to find a book entitled The Meaning of Dreams. Đừng lộn xộn với người giúp việc nhà. Don't mess with the maid. Một quý bà ở Beverly Hills nổi giận với cô giúp việc người Pháp. A rich Beverly Hills lady got very angry at her French maid. Sau một bảng danh sách dài những nhận xét khó chịu về những lỗi của cô ta khi nấu ăn và quản gia, bà đuổi cô giúp việc. After a long list of singing remarks about her shortcomings as a cook and housekeeper, she dismissed the maid. Người giúp việc với dòng máu center không thể chấp nhận một sự lăng mạ như vậy để ra đi không có câu trả lời. The maid, with her Gaelic ancestry, couldn't allow such abuse to go unanswered. Chồng bà xem tôi là một người quản gia và nấu ăn tốt hơn bà, thưa bà. Chính ông đã nói với tôi. Your husband considers me a better housekeeper and cook than you, ma'am. He has told me himself. Người đàn bà giàu có chỉ nín nhịn và không nói gì. The rich woman just swallowed and said nothing. Và hơn nữa, cô gái giận dữ tiếp tục. Ở trên giường, tôi giỏi hơn bà. And furthermore, the angry girl continued. I'm better in bed than you. Và tôi cho rằng chồng tôi cũng nói với cô điều đó. And I suppose my husband told you that too. Không, thưa bà, người giúp việc nói. Không phải chồng bà, ông đưa thư. No, ma'am, said the maid, not your husband, the mailman. Bạn ăn tối, friend for dinner. Em yêu, chồng nói với vợ, anh đã mời một người bạn đến nhà ta ăn tối. Honey, said this husband to his wife, I invited a friend home for supper. Cái gì? Anh có điên không? Nhà cửa thì lộn xộn, em thì chưa đi chợ, chén dĩa thì dơ, và em không muốn nấu một bữa ăn kỳ khôi. What? Are you crazy? The house is a mess. I haven't been shopping. All the dishes are dirty. And I don't feel like cooking a fancy meal. Anh biết hết rồi. I know all that. Vậy tại sao anh mời bạn ăn tối? Then why did you invite a friend for supper? Vì thằng ngố tội nghiệp đang nghĩ đến việc cưới vợ. Because the poor fool's thinking about getting married. Điều bí mật. The secret. Jill than phiền với Nina. Rosie nói với anh rằng em đã nói với cô ta điều bí mật anh đã nói với em. Đừng nói với cô ta. Jill complained to Nina. Rosie told me that you told her the secret. I told you not to tell her. À, Nina trả lời với giọng tự ái. Well, replied Nina in a hurt tone. Em đã nói với cô ta đừng nói với anh. Em đã nói với cô ta. I told her not to tell you I told her. Ôi trời, Jill thở dài. Thôi, đừng nói với cô ta, anh đã nói với em rằng cô ta nói với anh. Oh dear, sighed Jill. Well, don't tell her I told you that she told me. Bức tượng, the statue. Một phụ nữ đang nằm trên giường với người tình thì cô ta nghe người chồng mở cửa trước. A woman was in bed with her lover when she heard her husband opening the front door. Nhanh lên, cô ta nói. Hurry, she said. Đứng trong góc nhà. Stand in the corner. Cô ta nhanh chóng xoa dầu trẻ em lên khắp người anh ta và sau đó rắc bột tan lên người anh ta. She quickly rubbed baby oil all over him and then she dusted him with talcum powder. Đừng cử động cho đến khi nào em bảo anh. Don't move until I tell you to. Cô ta thì thầm. Hãy tưởng tượng anh là một bức tượng. She whispered, just pretend you're a statue. Đây là cái gì vậy em yêu? Người chồng hỏi khi bước vào phòng. What's this, honey?
the husband inquired as he entered the room. Oh, đó chỉ là một bức tượng, cô ta trả lời một cách thờ ơ. Oh, it's just a statue, she replied nonchalantly. Gia đình Smith mua một cái đặt trong phòng ngủ của họ. Em rất thích, em cũng mua một cái cho nhà ta. The Smiths bought one for their bedroom. I liked it so much. I got one for us too. Không ai nói gì về bức tượng nữa. Thậm chí cả khuya hôm đó lúc họ đi ngủ. No more was said about the statue. Not even later that night when they went to sleep. Vào khoảng 2 giờ sáng, người chồng thức dậy, đi vào nhà bếp và quay lại một lúc sau với một cái bánh sandwich và một ly sữa. Around 2 in the morning, the husband got out of bed, went to the kitchen, and returned a while later with a sandwich and a glass of milk. Đây, anh ta nói với bức tượng, ăn cái gì đi chứ? Here, he said to the statue, eat something. Tôi đứng như một thằng ngốc ở nhà Smith trong 3 ngày và không ai đưa cho tôi ngay đến cả một ly nước. I stood like an idiot at the Smiths for 3 days and nobody offered me so much as a glass of water. Răng khôn, wisdom teeth. Một ngày kia, một người đàn ông bước vào một phòng nha sĩ và hỏi giá nhổ răng khôn là bao nhiêu. One day, a man walks into a dentist's office and asks how much it will cost to extract wisdom teeth. $80, nhà sĩ nói. $80, the dentist says. Đó là một con số lạ lùng, người đàn ông nói. Có cách nào rẻ hơn không? That's a ridiculous amount, the man says. Isn't there a cheaper way? Oh, nhà sĩ nói, nếu ông không dùng thuốc tê, tôi có thể hạ giá xuống còn $60. Well, the dentist says, if you don't use an anesthetic, I can knock it down to $60. Như vậy vẫn còn quá đắt, người đàn ông nói. That's still too expensive, the man says. Được rồi, nhà sĩ nói, nếu tôi tiết kiệm thuốc tê, và chỉ lôi toạc răng ra với một cái kềm, thì tôi có thể tính giá $20. Okay, says the dentist. If I save on anesthesia and simply rip the teeth out with a pair of pliers, I could get away with charging $20. Không, người đàn ông rên rỉ. Như vậy vẫn còn quá nhiều. Nope, moans the man. It's still too much. Nhà sĩ gãi đầu nói, nếu tôi để một trong những sinh viên của tôi làm để thêm kinh nghiệm, thì tôi cho là tôi có thể tính giá chỉ $10. Says the dentist, scratching his head. If I let one of my students do it for the experience, I suppose I could charge you just $10. Tuyệt, người đàn ông nói, đặt trước cho vợ tôi vào thứ ba tới. Marvelous, says the man. Book my wife for the next Tuesday.